Mến chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Ngọc Tuyền Cuộc Sống Hàn Quốc. Hôm nay mình đi siêu thị mua thịt gao về làm món bún chả giả chiến ăn nha cả nhà. Sẵn rồi mình mua luôn một mớ thực phẩm, gao tươi, trái cây và nước giải khát, thịt. Bao nhiêu đồ đây là 90.000 won nha, khoảng 1 triệu 7 tiền Việt Nam mình nha. Mình mua một mớ bún và một mớ bánh hỏi. Bún thì hôm nay mình sẽ làm bún chả nha. Lần đầu tiên mình làm món bún chả này nghe cả nhà. Thịt này là thịt người ta bầm sẵn nha. Này hồi mình làm bún chả. Đậu, củ cải, giá nè, mua mớ giá, dưa leo. Mình là người Việt Nam nhưng mà lần đầu tiên là mình mua loại gao thì là này đó, mà mình mới biết nó luôn đó cả nhà. Bây giờ mình dẹp mấy món đồ này vào hết, đặng cho bếp trống đặng mình làm món bún chả ăn nha cả nhà. Miếng thịt này mình đã rửa rồi, bây giờ mình chùi cho gáo nước nha cả nhà. Và mình sẽ sắc ra. Mình sẽ làm thêm một miếng thịt này đang ăn chung với bún chả nha. Còn đây là hai dĩa thịt bằm nha. Mà người ta bằm sơ sơ thôi trong siêu thị. Và mình lấy hai dĩa thịt bằm này là tổng cộng là 800g nha. Trong này người ta đã nêm gia vị sẵn rồi nha cả nhà. Chỉ cần cho tỏi và củ hành vào nữa là mình đem đi nướng hay hoặc chiên là được nha. Và mình thấy nó cũng hơi còn to to, mình bằm nó sơ lại một tí nha cả nhà. Mình chỉ làm món bún chả giả chiến thôi nha. Mình dùng nửa củ hành với 30g tỏi cho vào có sinh tố xe nhuyễn. Rồi mình cho mỗi bên phân nửa nha. Mình nghĩ thịt này á, mua về, thịt bằm này mua về á, không cần ướp lại cũng được nữa nha cả nhà. Chỉ cần cho tỏi vào là mình có thể đem đi nướng là được nha. Gia vị này người ta đã ướp sẵn hết. Mình ướp vào thịt một muỗng nước tương nha. 10cc dầu hào. Mình cho vào một chút tiêu nha. Nó đều lên nha. Mình để đây mình nổi nha, mình đi cứ gao nha. Món này không thể thiếu được, đó là nước chấm nha. Nước đường trái mận nha. Trong này nó có đường rồi. Cái này nó hơi chua chua nghe, cái vị của nó hơi chua chua nghe cả nhà. 100ml nước mắm cá cơm. Mình cho vào nha. Cho vào một muỗng đường. Đường vàng nha. Giấm 30ml thôi nha. Vậy nó ra nha. Cái này lần đầu tiên mình làm, mình pha mình cũng không biết. Mình cho nước mắm vào đây nhé. Mình sẽ nấu nó lên nhé.
Củ cải thì mình lấy cái bào mình bào nha. Mình thích bào ra mỏng, ăn nó sẽ ngon hơn. Mình không có lò nướng cho nên mình dùng cái chảo này mình chiên nha cả nhà. Nhưng mà mình không để dầu, mình chiên loại không dầu nha. Và từ từ trong thịt này nó sẽ ra dầu nha cả nhà. Mình sẽ chảo nó nha cả nhà. Trong chảo này là mình không có để miếng dầu nào nha. Nước luộc bún mình cho vào một chút muối và sôi lên mình cho bún vào luộc nha cả nhà. Xong mình sẽ đậy nắp lại. Có độc hại gì không cả nhà? Bún hơi khô nè. Ở bên hàng này làm gì có bún tươi. Có bún tươi phải đặt mới được, nhưng mà bún tươi thì mua về ăn thì phải ăn hết liền. Và bây giờ bún của mình đã chín nha cả nhà. Mình cho ra và rửa lại với nước lạnh nha. Để lên cho nó gáo nước. Tại vì con cái chảo cho nên phải chịu thôi. Cái này nó vàng. Rất là vừa ăn nha cả nhà. Người ta đã ướp thẳng này nha. Hồi hộp thì cắt thử. Chín đi nha cả nhà. Mình cho vô đây một muỗng mật ong nha. Có tự ra dầu lên đó nha. Vậy là mình tắt nha. Và mình cho thịt đã ướp hồi nãy vào và mình khìa luôn nha cả nhà. Không có lò nướng than thì mình phải khìa thôi. Và đậy nắp lại cho thịt chín nha. Và thịt của mình đã chín nha cả nhà. Món bún chả giả chiến của mình đã hoàn thành nha. Như vậy là mình chỉ việc đem ra là thưởng thức thôi nha. Wow, nó ngon thật sự cả nhà ơi. Quá ngon luôn.
Video của Tiền đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy hữu ích, xin hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Xin hãy like và đăng ký kênh Gung Chuông để không bỏ lỡ những video kế tiếp.